Hello cả nhà, thì hôm nay Khôi mang đến cho cả nhà một con xe này. Mọi người có biết tại sao là Khôi đậu hai chiếc tím này kế bên với nhau không? Tại vì hai chiếc này, cái thứ nhất là nó cùng chung một màu, đó chính là màu tím thủy chung. Cái thứ hai là hai xe đều là biển số VIP. Con bán tải này thì anh em cũng biết khá là nhiều rồi nè, 37C43. Và tiếp theo em xin giới thiệu cho anh em con này, xe 110 nha anh em. Nhưng mà anh em có thể thấy cái biển số đây, em xin tiết lộ với anh em luôn. Biển số 83968. Thần Tài nè, Lộc Phát nè. Đó. Thì đó là lý do mà em đậu hai con xe này kế bên để em quay cho anh em xem. Và 7C53 37K1 83968. Thì con này là thông tin xe như sau. Thì con này là 110, đầu 18, hải quan chính ngạch. Xe này em bán với giá công khai là 210 mấy triệu nha mọi người. Thì xe này có cà phê biển số đẹp, cho nên là em bán với giá trên lệch với xe thượng xíu đó. Rồi thì anh em để em chim quay cận cảnh cho anh em xem những cái chi tiết mà đẹp nhất trên xe nha. Hầu như là xe này chi tiết nào cũng đẹp anh em ơi. Tại vì anh em biết sao không, xe này dọn từ trong ra ngoài cho nên là không còn gì để bàn. Mà em thấy hình như là xe này đập toàn là đồ đời cao vô không à. Xe 110 nhưng mà dọn đồ 120 không à mọi người. Đây, trước hết mình đi dàn đầu đi. Dàn đầu em nói có gì? Cái thứ nhất là anh em có thể thấy là full mới. Đây, cặp cùm em thay mới nè. Bao tay gin em thay mới. Gù gin, em sử dụng gù gin em sơn lại cho anh em chơi. Tại vì cái chất mà gù gin á thì nó sẽ hai mươi mấy mười mấy năm. Nó sẽ theo năm tháng nó sẽ cứng cáp hơn so với là gù mới. Gù mới á thì nó nhão hơn, nó mềm hơn, làm cho cái ghi đông mình khi mình chạy tốc độ cao á nó sẽ gơ lắc á mọi người. Đó. Tiếp theo là đến cụm đồng hồ. Cụm đồng hồ thì xe này em trang bị cho nó đồng hồ 3 kim. Kim tua chức năng hoạt động đầy đủ nha. Xe này chạy 1.200 mấy cây rồi. Thì xe này là xe dọn, cho nên là anh em dọn xong rồi lấy chạy go-dai á mọi người. Rồi chạy đi uống phê cho máy móc nó trơn tru, nó nhuần nhuyễn rồi á. Thì cũng 1.000 mấy cây rồi. Nhưng mà chắc thì đồng hồ thì là đồng hồ mới nha. Đó, 3 kim, hoạt động full chức năng, 1.293 cây. Cùm thì lúc nào em cũng thay một cặp mới cho anh em. Anh em thấy cái cùm nó đẹp không anh em? Núm vàng kè luôn. Cùm bên đây. À quên nói với anh em, đây là cùm cái công tắc phụ nè anh em. Khi mà anh em đậu ở nhà, anh em tránh con em mình nó phá thì anh em tắt cái này nè. Nhiều khi con em mình nó không biết nó bấm vô, rồi cái anh em đập mà nổ máy không chạy. Cho nên là anh em cứ điện thắc mắc với em hoài à, hỏi nút đó là nút gì thì em cũng xin trả lời với anh em luôn, đó là nút tắt tạm thời. Rồi xe này đang trong 110 lên full máy 120, 6 số cửa IC điện 120 hết. Thì xe này đang đi dàn áo màu tím, thường là biển số đẹp thì anh em cũng biết rồi đó ha. Màu tím là nhiều, tại vì thương hiệu cửa hàng em mà. Rồi mình đi đến dàn chân đi ha. Dàn chân con này, xe này có gì? Cái thứ nhất anh em có thể thấy là con heo có chữ Nissin, không phải là con heo lô nha anh em. Con heo này là em lấy từ con Sachia 2000 em đập qua. Tại vì xe này là xe, cái thứ nhất 110 đầu cao, cái thứ hai là có biển số đẹp, cho nên là em không có tiếc tiền đồ với nó. Đó, con heo Nissin của Sachia 2000. Ốc bắt heo số 11, ốc bắt đĩa số 7. Để em thay mới. Bộ mâm thì em sơn lại màu trắng sữa. Vỏ thì vỏ mắng cầu. Đó. Biển số nói chung là 110 thôi anh em, nhưng mà cái biển số này quá trời VIP rồi. 83968. Đây tạm dịch nha. Phát tài Lộc Phát ha. Đó, cái này anh em nào mà chịu chơi biển số đẹp á thì anh em chịu khó dịch giúp em nha. Xe này đang đi dọn hình 99. Nếu như anh em không thích màu áo này á thì em có thể thay về màu áo 2000 cho anh em, hoặc là về hình 110 gin để cho anh em dễ lưu thông hơn. Đây, tiếp theo về phần sườn lốp đi ha. Khoan, để em quay cho người xem cặp phụ. Thì xe này là em mới về thôi, nhưng mà em thấy cái chất xe nó còn ken quá, cho nên em quay cho anh em xem. Vỏ này cũng còn mới nè mọi người. Phụt thì nó còn kiểu như nó hơi bị dâm dâm nhẹ xíu, nó dính nhớt á, em chưa kịp chùi nữa. Em thấy biển số đẹp quá, em nôn quay cho anh em xem nè. Quay xong rồi em sẽ khắc phục nó, rồi sau đó em sẽ lên clip cho anh em. Thì con này màu tím đi bẩn trắng là đúng form nha anh em, quá trời nổi luôn. Đây về phần sườn lốp,
sườn lốc. Xe này là xe dọn nha anh em, cho nên là sườn lốc á em tăng trang lại hết trơn rồi, em sơn suy đồ lại hết đồ á, thì cái nào thay mới được thì em thay, cái nào giữ lời zin cho anh em chơi được thì em giữ. 110 lốc dép, sườn á thì thẳng thoát, không có bị mục lũng gì nha anh em. Thì xe này trước khi lúc mà hồi nãy về á thì em cũng có kiểm tra rồi, em chạy cũng thấy khá là ok, máy cũng còn ngon, cho nên là em chỉ về em kiểm tra lại dàn điện và cái dàn chân thôi, tại vì mấy cái đó là quan trọng của chiếc xe. Chưa gì hết là về em thấy em thay cái bố thắng cho anh em trước rồi nè, thay cụm tay dầu tay thắng để cho anh em an toàn trong cái việc mà chạy tốc độ cao. Còn việc dàn chân đó thì sơn sườn lốc gấp lại thì nó bị chốc sơn chỗ nào á thì em sẽ xả sơn lại cho nó cho anh em, để cho chiếc xe mình nó đẹp nhất có thể nha. Nhôm sinh dĩa này bộ này cũng còn mới nè anh em, anh khách chạy mới có tuần lễ à, là anh bán cửa hàng à, tại anh kẹt tiền, kẹt tiền cái anh có chiếc xe này nè, anh mua cũng lâu rồi mà anh dọn ở nhà anh tự anh dọn luôn á, anh cũng là thợ sửa xe, anh dọn lại xong cái anh kẹt tiền anh bán lại cho cửa hàng, thì cửa hàng cũng thu thôi, xe số sườn số máy ok, nghiêm chỉnh giấy tờ đầy đủ hợp pháp hải quan là được rồi. Rồi cho em xin nhắc lại thông tin xe nha mọi người. Xì bo 110, đầu 18, hải quan chính ngạch, lên full máy 120, biển 67K183968. Giá bán là 210 mấy triệu. Xe này có cà phê biển số nha anh em, có biển số đẹp. Nếu như mà anh em nào ở An Giang á thì sang tên con này giữ biển thôi thì quá ok rồi. Hoặc là anh em ở tỉnh khác á, nếu như muốn giữ biển số này á thì em sẽ ký bản cái giấy ủy quyền cho anh em hợp pháp 100%. Em nhìn cái biển số thôi em cũng mê đó mọi người, chứ đừng nói chi em nhìn tới chiếc xe. Xe mà nói chung là xì bo mà ăn được những cái biển như thế này á, nói chung là rất là khó. Cái thứ nhất là xe biển số đẹp, là nói chung là có cái này kia kia nọ nó mới mang được biển số đẹp. Còn xe này là 110 thôi nhưng mà được cái biển số gì thì quá trời ok rồi. Phải chiếc này 120 nữa là chắc em bán em thu vô chắc không nổi luôn á mọi người. 3968. Cái này mà phải 3979 nữa thôi rồi luôn. Thôi không nói gì nhiều thì em tiếp tục dừng chân nha. Đây giờ phần bánh sau thì bát tăng sơn em thay mới, nhôm sinh dĩa em thay em sẽ thay mới, rồi cốt gấp, cốt bánh trước bánh sau em thay mới luôn. Thì xe này đang đi bánh mâm 5 cây, sơn lại màu trắng sữa. Nếu như anh em không thích bánh mâm á thì em hỗ trợ về bánh căm cho anh em hoàn toàn miễn phí nha. Ví dụ như bánh căm Tân Lan 0202 á mọi người, thì bộ bánh căm nó cũng ngang ngửa với bộ mâm này rồi. Nếu như anh em nào mà thích á thì cứ alo em sẽ hỗ trợ thay đổi cho anh em hoàn toàn miễn phí, không lấy anh em đồng nào hết. Thậm chí là cái màu áo này, cái màu áo chiếc tím này nè, anh em không thích màu tím, anh em thích màu đỏ tươi hay là màu bạc gì á thì cứ việc alo với em sẽ hỗ trợ thay cho anh em hoàn toàn miễn phí nha. Đây cho mọi người xem cái chắc sườn góc bên đây nè, đó anh em có thể thấy là cái độ bóng của nó. Sườn lốc là cái này em sẽ kiểm tra thêm một lần nữa để coi chỗ nào chốc sơn thì em sẽ hỗ trợ, em sẽ dọn lại, em sẽ dặn sơn lại cho vừa ý anh em. Ví dụ như anh em ở gần Cần Thơ thì anh em có thể xem qua xem xe trực tiếp để anh em có thể trải nghiệm chạy thử luôn. Ví dụ như anh em không vừa ý chỗ nào thì em hỗ trợ em làm lại cho chỗ đó cho anh em. Ví dụ như xăng gió không ngọt gì đó thì em sẽ hỗ trợ em canh lại cho. Rồi cho em xin nhắc lại thông tin xe này nha mọi người. Xì bo 110, đầu 18, hải quan chính ngạch, biển An Giang 83968. Xe này em bán với giá là 210 mấy triệu, kèm theo có cà phê biển số nha anh em, cho nên là mới có giá đó. Ví dụ như anh em 110 mà biển số thường á, hoặc là hồ sơ cầm tay á, thì em bán tầm 19X hoặc 20-200 thôi. Nhưng mà con này có biển số nhưng mà biển số nó lại đẹp nữa thì em bán nó nhỉnh hơn biển số thường tầm khoảng 10 triệu thôi mọi người. Đó, 3968. Anh em An Giang mãi đỉnh nha. Rồi tiếp theo em sẽ nổ máy cho anh em nghe tiếng máy và tiếng bô. Xe này có khai tiêu ga nghe đã lắm mọi người. Đây hiện trạng xe là đang nổ máy tiếng anti nè mọi người. Rồi.
Rồi tiếp theo em sẽ nổ máy nẹt cho mọi người nghe tiếng bô nha. Giờ anh Tì nhỏ quá tắt rồi. Rồi tiếp theo em cho mọi người nghe phần máy nha. Rồi thì phần dàn mài em đã hỗ trợ anh em quay cận cảnh cho em xem rồi. Thì về phần chắc máy và tiếng bô thì mỗi người mỗi sở thích, anh em đánh giá giúp em nha. Rồi xe này là thậm chí là mới về thôi, em chưa kịp dọn gì luôn. Tại vì xe này cơ bản nó đã đẹp sẵn rồi. Nếu như anh em mà xem xe trực tiếp á thì anh em muốn em thay đổi chỗ nào theo ý anh em á thì em hỗ trợ thay đổi theo ý anh em nha. Thì xe này 110 thùng 18 hải quan chính ngạch, em bán với giá là 210 mấy triệu. Xe này có kèm cà phê biển số nha mọi người. Đây em cho mọi người xem số khung số máy gõ nét, không sàn tháp đục lắc gì hết. Đó, gỗ 110 A8. Đó. Bình xăng nè, thấy không? Anh chủ xe ảnh cũng là thợ sửa xe, ảnh làm biết nhiêu năm rồi. Giờ ảnh kẹt tiền ảnh cưới vợ cho nên là ảnh chia lại đam mê cho cửa hàng em. Cửa hàng em cũng sẵn sàng thu thôi. Đó. Nói chung là anh em thương lượng xíu à, tại vì anh cũng đang cần tiền mà bên em thì cũng đang cần xe bán. Đó. 87K183968. Anh nói nếu như mà đám cưới này mà anh có dư chừa anh lại con này, anh sẽ quay lại anh mua con này. Tại vì con này nó gắn bó với anh cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà xe mua bán mà anh em thì sẽ có xe về thì em quay clip lên cho anh em tham khảo thôi. Nếu như anh em nào chốt được thì cứ alo số điện thoại em nha. Số điện thoại em là 0782934566. Số này em có xài Zalo nha mọi người. Rồi, cho em xin nhắc lại thông tin xe nha. 110 đầu 18 hải quan chính ngạch. Xe bán với giá là 210 mấy triệu. Xe này có bán với kèm theo giá của cà phê biển số. Rồi, anh em nào cứ hợp nhãn cứ alo em nha. Cho em xin nhắc lại số điện thoại của mình luôn. Số điện thoại của em là 0782934566. Số này em có xài Zalo nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha mọi người. Lâu quá rồi không thấy mọi người đăng ký kênh ủng hộ em. Toàn là đăng ký kênh chính không à. Thì em bên kênh HKTM2, em là Khôi. Thì mọi người cứ mua xe Sibo giá dách thì cứ liên hệ số điện thoại em. Em cũng là nhân viên bán hàng của cửa hàng xe máy HKTM. Số điện thoại của em là 0782934566. Số này em có xài Zalo nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip. Chào tạm biệt mọi người.